tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trò chơi truyền hình ATM. Như Quỳnh này, bạn có mục đích gì khi đến với trò chơi truyền hình ATM này? Đến với cuộc thi ngày hôm nay, bản thân Quỳnh là một sinh viên của trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, mà các bạn đã biết là ngoại thương là một trong những lĩnh vực rất quan trọng thúc đẩy Việt Nam chúng ta hòa nhập với bạn bè trên thế giới. Quỳnh muốn mang một chút hơi thở, một chút sức sống của phụ nữ thế kỷ 21, và chắc chắn là như Quỳnh cùng với ba người chơi còn lại không thể nào thiếu được những tràng vỗ tay cổ vũ của tất cả quý vị. Cảm ơn như Quỳnh rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã làm quen với bốn người chơi ngày hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta hãy chào đón người dẫn chương trình Hồng Phước. Kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn bạn Thanh Tú, bạn đã mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng những cuộc trò chuyện rất là thú vị. Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thể nào quên được bạn. Một lần nữa xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình lần sau. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào trò chơi truyền hình ATM thì mỗi người chơi của chúng ta sẽ được cấp một thẻ tài khoản ngân hàng với mã pin gồm có 4 chữ số. Và nhiệm vụ của người chơi của chúng ta là phải tìm ra được 4 chữ số này. Để có thể mở được mã pin và tiến lên rút tiền tại máy ATM thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về luật chơi của trò chơi này nhé. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi của chúng ta sẽ gồm có 16 lượt chơi. Mỗi lượt chơi bao gồm một câu hỏi để tích lũy điểm và một câu đố để giành quyền mở mã pin. Với chữ số đầu tiên mở được thì các bạn phải giữ lại cho mình. Còn những chữ số tiếp theo thì các bạn có thể giữ lại cho mình hoặc là để cho người bạn cùng chơi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn thẻ cơ hội để nâng cao số điểm tích lũy của mình. Và người bạn nào sở hữu đủ 4 chữ số sẽ bước lên rút tiền tại máy ATM này. Và dĩ nhiên, giá trị của tiền thưởng sẽ tăng dần theo lượt câu hỏi. Và Hồng Phượng xin được tiết lộ với tất cả quý vị và các bạn một điều rằng cả bốn người chơi của chúng ta ngày hôm nay có thể đạt đến số tiền thưởng lên đến 90 triệu đồng. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? À? Đó là luật chơi của những người bạn đang tham gia chương trình tại trường quay. Còn đối với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ thì sao? Quý vị cũng có thể tham gia chương trình với chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn về tổng đài 8383 với nội dung tin nhắn như sau: ATM khoảng cách X khoảng cách Y. Trong đó ATM là mã chương trình, còn X là tên người chiến thắng mà bạn dự đoán và Y là số người có cùng ý kiến với bạn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể gọi điện về tổng đài 8011011 và làm theo hướng dẫn. Phần thưởng 1 triệu đồng sẽ dành cho vị khán giả nào có những dự đoán đúng và sớm nhất gửi về cho chương trình. Và đặc biệt hơn, phần thưởng 25 triệu đồng sẽ dành cho vị khán giả nào có những dự đoán đúng và sớm nhất gửi về cho chương trình trong 4 kỳ liên tiếp. Và tổng đài của chúng tôi sẽ mở ngay bây giờ cho đến lượt chơi thứ 8. Vì vậy quý vị và các bạn hãy nhanh tay lên gọi điện về cho chương trình để có thể trở thành chủ nhân của những phần thưởng hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ quay trở lại với trường quay ngày hôm nay, chúng ta đến với lượt chơi thứ nhất của trò chơi truyền hình ATM. Sức khỏe bắt đầu bị ảnh hưởng khi con người mất đi lượng máu nhiều hơn bao nhiêu phần trăm? A 5%, B 10%, C 15% và D 20%. Ngọc Hương, B 10%. Bạn nghĩ là 10%? Chính xác, xin chúc mừng bạn. Bạn Ngọc Hương thân mến, tiếp theo thì bạn sẽ có cơ hội lựa chọn cho mình một chiếc thẻ. Và trong một trong ba chiếc thẻ này, bạn sẽ được nhân 3 số điểm hoặc là bạn sẽ bị chia đôi số điểm. Còn ngược lại, bạn sẽ bị mất toàn bộ số điểm vừa đạt được. Bạn có quyết định chọn cho mình thẻ cơ hội hay không? 3 cơ hội mà trong đó 2 cơ hội là không có may mắn, chỉ có một cơ hội may mắn mà thôi. Nhưng mà nếu bạn chọn cơ hội đó thì bạn sẽ được nhân 3 số điểm. Ngọc Hương quyết định là chọn luôn. Chọn luôn, đúng rồi, may mắn luôn. Chúng ta cùng xem. Bạn chọn thẻ số mấy? Ngọc Hương chọn sẽ số 1. Thẻ số 1. Xin được chia sẻ với bạn, bạn đã bị mất toàn bộ số điểm vừa mới đạt được. Nhưng mà không sao, bạn vẫn còn có quyền trả lời câu đố. Và nếu bạn trả lời đúng câu đố này thì bạn sẽ mở được cho mình chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Bạn lắng nghe câu đố nhé. Bạn hãy nhìn vào màn hình và đoán xem đây là loài hoa gì. Đây là loài hoa tulip. Tulip, quá rõ ràng, xin được chúc mừng bạn. Như vậy là sau lượt câu hỏi thứ nhất thì bạn Ngọc Hương của chúng ta đã mở cho mình được chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Các bạn còn lại, các bạn hãy cố gắng lên để giành quyền trả lời và mở cho mình mà chữ số đầu tiên trong mã pin của mình nhé. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ hai như sau. Bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng
nhân vật nữ chính do diễn viên Hải Yến thủ vai tên là gì? A. Lan, B. Huệ, C. Phượng và D. Hồng. Xin mời bạn Hạnh Thúy. Tôi chọn đáp án tên là Phượng. Câu trả lời của bạn là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Cũng như bạn Ngọc Hương, bây giờ ba chiếc thẻ cơ hội đang ở trước mặt bạn. Bạn có quyết định lựa chọn hay không? Hạnh Thúy có thể không chọn được không? Không chọn như vậy là bạn đã từ chối một cơ hội được nhân ba số điểm rồi đây. Nhưng mà có thể Hạnh Thúy hơi nhút nhát một chút. Nhưng mà Hạnh Thúy cũng sao? Như Ngọc Hương đó là cơ hội may mắn thì chỉ có một, và đến hơn 60% là không may mắn. Có nghĩa nên là lấy hên. Lấy hên, ăn chắc mặc bền. Không sao, chúng ta đến với câu đố của bạn. Ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc Biren. Bạn biết Biren chứ? Có nghe nhưng mà không thích lắm, bởi vì anh ấy không đẹp trai. Và anh ấy có một chiều cao rất là ấn tượng. Vậy thì bạn nghĩ rằng anh ấy có cao hơn 1m90 hay không? Hạnh Thúy nghĩ Biren là người Hàn Quốc, cũng là người châu Á, do đó Hạnh Thúy nghĩ là chiều cao của anh ấy có lẽ là không đến 1m90 đâu. Vậy thì bạn dự đoán khoảng cao khoảng bao nhiêu? Trên 1m7. Chắc chắn là trên 1m7. Và dĩ nhiên là thấp hơn 1m90. Anh ấy chỉ cao có 1m84 thôi. Như vậy là bạn Hạnh Thúy đã mở được cho mình chữ số đầu tiên trong mã biên của mình. Còn bạn Như Quỳnh, bạn Phương Thảo, cố gắng thật nhiều nữa nha. Thưa quý vị và các bạn, sau hai lượt câu hỏi đầu tiên, hiện giờ số điểm của chúng ta như sau. Bạn Như Quỳnh chưa sở hữu số điểm tích lũy nào và bạn cũng chưa sở hữu được chữ số nào trong mã biên của mình. Bạn Hạnh Thúy hiện giờ đang sở hữu số điểm là 100 điểm và bạn đã mở được chữ số đầu tiên trong mã biên của mình. Còn bạn Phương Thảo cũng giống như Như Quỳnh, cố gắng lên bạn nhé. Bạn Ngọc Hương, bạn đã mở được cho mình chữ số đầu tiên trong mã biên của mình rồi, nhưng mà hơi thiếu may mắn một tí, bạn vẫn chưa tìm được cho mình số điểm tích lũy nào, vậy bạn phải cố gắng hơn nhiều nữa. Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, chúng ta đến với lượt chơi thứ ba. Hình trong mặt sau của tiền kim loại 5.000 đồng là hình gì? A. Chùa Một Cột, B. Chợ Bến Thành, C. Bến Nhà Rồng và D. Chùa Thiên Mụ. Xin mời Như Quỳnh. Hình sau của mặt tiền kim loại 5.000 đồng, theo Như Quỳnh nghĩ, và Quỳnh nghĩ là câu hỏi này tất cả các bạn khán giả cũng có thể đoán được, đó chính là hình chùa Một Cột và đáp rất đơn giản, đúng không bạn? Dạ vâng. Như Quỳnh thân mến, bây giờ ba chiếc thẻ cơ hội đã hiện ra trước mặt bạn rồi. Bạn suy nghĩ như thế nào đây? Quỳnh nghĩ là cũng giống như là chị Ngọc Hương lúc nãy thôi, đã đến tham dự chương trình này là phải theo hết mình. Và hết cho mình. Dù Quỳnh có là người may mắn hay không thì Quỳnh điều đó không quan trọng. Quan trọng là Quỳnh có nghĩa là Có nghĩa là Quỳnh sẽ chấp nhận chọn một trong ba chiếc thẻ này. Mời bạn chọn. Quỳnh rất là thích màu xanh nước biển, cho nên Quỳnh sẽ chọn màu xanh nước biển. Và chúng ta cùng xem màu xanh nước biển có mang lại may mắn cho Như Quỳnh hay không. Bây giờ Như Quỳnh có đã lên đến 450 điểm, rất là ấn tượng đúng không? Và bây giờ tiếp theo bạn sẽ mở cho mình được chữ số đầu tiên trong mã biên của mình nếu bạn đáp đúng câu đố sau. Khối lượng riêng của nước đá nặng hay nhẹ hơn khối lượng riêng của nước ở nhiệt độ bình thường? Thường thường thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta bỏ nước đá vào trong một chậu nước thì nước đá thường nổi lên trên mặt nước, cho nên Quỳnh nghĩ là khối lượng riêng của nước đá sẽ nhẹ hơn khối lượng riêng của nước ở nhiệt độ thường. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bạn Như Quỳnh của chúng ta đã rất may mắn trong sự lựa chọn đầu tiên. Bạn đã sở hữu được số điểm là 450 điểm và vượt lên trên đầu tiên. Và bạn cũng đã mở được cho mình chữ số đầu tiên trong mở pin của mình. Còn những người bạn còn lại, hãy tiếp tục cố gắng rượt theo Như Quỳnh cho kịp nha. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ tư. Và lượt câu hỏi này nếu các bạn đáp đúng, các bạn sẽ sở hữu cho mình số điểm là 200 điểm. Có bao nhiêu quốc gia đã có ít nhất 4 lần giành chức vô địch bóng đá thế giới? A. 1, B. 2, C. 3 và D. 4. Ngọc Hương chọn đáp án A. Bạn chọn đáp án A. Tôi chưa đồng ý với câu trả lời của bạn. Mời ba người bạn còn lại. Như Quỳnh. Quỳnh nghĩ là Quỳnh sẽ chọn đáp án B. Bởi vì Quỳnh, theo Quỳnh biết, Quỳnh không nhớ rõ số lần, nhưng mà trong đầu Quỳnh chỉ nhớ là đó là đội Brazil và đội Ý. Xin chúc mừng bạn. Như Quỳnh thân mến, hồi nãy bạn rất may mắn khi lựa chọn thẻ cơ hội được nhân tới 3 lần số điểm của mình. Vậy thì bây giờ thì sao?
Quỳnh nghĩ là Quỳnh đã may mắn trong lần đầu tiên, thế nhưng lần này sẽ không chọn nữa và Quỳnh quyết định không chọn nữa, quyết định bảo toàn số điểm của mình. Và tiếp tục đến với câu đố. Câu đố dành cho bạn. Bạn hãy nhìn vào màn hình và đoán xem đây là loài động vật gì. Quỳnh xin đoán đây là gấu trúc. Gấu trúc rất chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy với câu trả lời vừa rồi thì bạn Như Quỳnh của chúng ta đã sở hữu số điểm lên đến 550 điểm. Bởi vì Như Quỳnh là người trả lời thứ hai đối với câu hỏi này, cho nên từ 200 điểm mà chúng tôi đành phải chia đôi và nhường lại cho bạn 100 điểm. Và với việc trả lời đúng câu đố thì Như Quỳnh cũng đã mở được chữ số thứ hai trong bảng pin của mình. Và bây giờ bạn quyết định như thế nào? Bạn giữ lại chữ số này cho mình hoặc là đẩy cho một người bạn khác? Quỳnh xin được nhường chữ số này cho bạn Phương Thảo. Nhường cho bạn Phương Thảo, bạn rất tuyệt vời. Phương Thảo chưa có chữ số nào hết. Cùng với thưa quý vị và các bạn, cùng với quyết định vừa rồi thì hiện giờ cả bốn người chơi của chúng ta đều sở hữu chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Và bây giờ cả bốn người bạn của chúng ta đều có cơ hội như nhau. Quý vị và các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay lên gọi điện thoại về cho chương trình hoặc nhắn tin về cho chúng tôi. Chúng tôi luôn chờ đợi sự tham gia của tất cả quý vị và hy vọng rằng quý vị sẽ trở thành một trong những vị khán giả sở hữu những phần thưởng thật hấp dẫn của chương trình này. Và bây giờ trở lại với chương trình, chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ 5. Trong 12 con giáp của người Trung Quốc, thay vào năm Mão là năm con gì? A. Thỏ, B. Bò, C. Cá, D. Sư tử. Bạn Như Quỳnh, Quỳnh nghĩ là trong 12 con giáp của người Trung Hoa, thay vì là có con mèo, tức là con Mão, thì đó là con thỏ. Lại một lần nữa bạn thật tuyệt vời. Như Quỳnh thân mến, tiếp tục là một sự quyết định khá khó khăn cho bạn đây. Bạn quyết định như thế nào đây? Lần này thì có lẽ Quỳnh sẽ tiếp tục chọn thẻ để tìm may mắn cho mình. Tiếp tục chọn thẻ nhưng chẳng may. Cũng giống như lúc đầu Quỳnh đã nói rồi, nếu mà may mắn thì rất tốt, còn không may mắn thì cũng không sao. Bây giờ chúng ta cùng xem Như Quỳnh có thật sự may mắn hay không. Mời bạn. Quỳnh sẽ chọn thẻ màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Mất điểm rất tiếc, xin được chia sẻ với bạn. Bạn đã bị mất số điểm vừa rồi mà bạn vừa nhận được. Nhưng mà không sao, bạn vẫn còn quyền trả lời câu đố. Có nghĩa là bạn còn cơ hội để tìm cho mình thêm một chữ số nữa trong mã pin của mình. Câu đố dành cho bạn. Một câu đố về bóng đá. Cúp bóng đá thế giới có bao giờ bị gián đoạn chưa? Thật sự thì Quỳnh chỉ coi mới bắt đầu coi bóng đá thế giới trong những năm gần đây thôi. Thì theo Quỳnh thấy thì chưa bao giờ bị gián đoạn cả. Nhưng mà biết đâu trong quá khứ đã có lần bị gián đoạn rồi. Và Quỳnh chọn câu trả lời là có. Bạn chọn câu trả lời là có. Và ngày hôm nay câu trả lời vừa rồi đã bù lại sự thiếu may mắn vừa rồi của bạn. Như vậy là bạn đã mở cho mình được chữ số tiếp theo. Bạn quyết định như thế nào với chữ số tiếp theo này? Quỳnh sẽ tiếp tục tặng chữ số này cho một người bạn. Chắc là Quỳnh sẽ tặng cho chị Hạnh Thúy, một người hàng xóm của Quỳnh. Đang đứng bên cạnh Quỳnh. Vâng, tôi đồng ý với lại quyết định của bạn. Nhưng mà bạn phải chú ý thật kỹ. Bởi vì nếu mà bạn chỉ mãi mê nhường chữ số của mình cho những người khác thôi thì cũng thật là nguy hiểm. Bởi vì nếu cuối cùng, cho dù bạn là người cuối cùng còn lại với cuộc chơi, nhưng bạn vẫn chưa sở hữu đủ 4 chữ số thì bạn cũng chưa thể nào bước lên rút tiền tại máy ATM này. Vì vậy bạn phải suy nghĩ thật kỹ để đưa ra chiến lược thật chính xác bạn nhé. Trải qua 5 lượt chơi, kết quả của các bạn của chúng ta như sau. Bạn Như Quỳnh đang sở hữu 550 điểm với chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Bạn Hạnh Thúy đang sở hữu 100 điểm cùng với 2 chữ số trong mã pin của mình. Bạn Phương Thảo, bạn đã mở được chữ số đầu tiên rồi nhưng mà bạn vẫn chưa có số điểm tích lũy nào cả. Và bạn Ngọc Hương cũng thế. Hai bạn hãy nhanh chân lên để đuổi kịp Hạnh Thúy và Như Quỳnh nhé. Chúng ta trở lại với trò chơi ngày hôm nay cùng với lượt chơi thứ 6. Và các bạn lưu ý, bắt đầu từ lượt chơi thứ 6 này thì số điểm của chúng ta sẽ được tăng lên. Vì vậy các bạn phải suy nghĩ thật kỹ để nhanh tay bấm chuông và đưa ra câu trả lời thật chính xác. Câu hỏi lượt chơi thứ 6 như sau. Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc viết tắt theo tiếng Anh là gì? A. UNDP, B. BNUD, C. UBDN và D. BNDU. Mời bạn Phương Thảo. Một đáp án Thảo nghĩ đó là UNDP. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ bạn quyết định như thế nào đối với thẻ cơ hội đang hiện ra trước mặt mình? Bởi vì không được may mắn như các bạn khác, Thảo xuất phát khá chậm nên là chậm mà chắc, Thảo muốn là giữ toàn số điểm của mình. Tôi rất hiểu ý bạn. Và xin mời bạn tiếp tục nghe câu đố. Càng lên cao thì nhiệt độ sôi của nước tăng hay giảm? Càng lên cao thì nhiệt độ sôi của nước sẽ tăng. Sẽ tăng.
Tôi chưa đồng ý với câu trả lời của bạn. Kênh đào nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương mang tên gì? A. Suez, B. Guinea, C. Magellan và D. Panama. Bạn Phương Thảo, bạn nghĩ thế nào? Theo em, đáp án là kênh đào Panama. Một lần nữa, bạn thật tuyệt vời trong câu trả lời này. Còn bây giờ bạn quyết định như thế nào đối với ba chiếc thẻ cơ hội đang ở trước mặt mình? Thực sự thì Phương Thảo cũng muốn là mình chọn một đường tắt để có thể nhân số điểm của mình lên. Nhưng mà có một câu nói là tính vĩ đại của một sự việc là ở chỗ đúng thời điểm của nó. Thảo nghĩ bây giờ chưa đúng thời điểm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu đố bạn nhé. Bạn hãy nhìn vào màn hình và đoán xem đây là vật gì? Theo em đây là chiếc đồng hồ. Đó cũng là câu trả lời chính xác. Phương Thảo thân mến, như vậy là bây giờ bạn đã mở cho mình thêm được một chữ số nữa rồi. Bạn quyết định như thế nào đây? Giữ lại cho mình chứ? Em nghĩ là cái của cải đầu tiên mà mình tạo ra thì rất là quý trọng, nên là em sẽ giữ lại. Bây giờ chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi tiếp theo. Họa sĩ Picasso đã sáng tác những tác phẩm thật nổi tiếng. Bạn hãy cho biết họa sĩ Picasso sinh ra tại đâu? A. Ý, B. Hà Lan, C. Pháp và D. Tây Ban Nha. Mời bạn Ngọc Hương. Ngọc Hương nghĩ là A. Ý. Bạn nghĩ là A. Ý. Câu trả lời của bạn chưa trùng khớp với đáp án của chúng tôi. Mời ba người bạn còn lại. Bạn Thẩm Thúy, bạn nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ ông là người Tây Ban Nha. Bạn nghĩ ông là người Tây Ban Nha, chính xác. Họa sĩ Picasso là người Tây Ban Nha. Thẩm Thúy, và bây giờ dĩ nhiên là ba chiếc thẻ cơ hội lại tiếp tục hiện ra rồi. Thật là khó khăn. Vâng, vâng, đúng rồi, rất là khó khăn. Tuy nhiên Thẩm Thúy nghĩ là... Chọn chứ? Sẽ chọn. Cho dù mất điểm hay là chia đôi số điểm thì cũng không sao cả. Chúc cho bạn sẽ thật may mắn. Chúng ta cùng xem nè. Thẩm Thúy sẽ chọn màu xanh dương. Màu xanh dương. Nhưng ba đúng. Màu xanh dương là màu xanh có sự hy vọng. Và xin được chúc mừng bạn, số điểm của bạn đã được nhân lên tới 3 lần. Và bây giờ bạn hãy lắng nghe câu đố của chúng tôi dành cho bạn như sau. Truyện Kiều là tác phẩm rất nổi tiếng. Theo bạn, truyện Kiều có nhiều hay ít hơn 3.000 câu thơ? Đây là một tác phẩm mà Hạnh Thúy rất thích. Do đó Hạnh Thúy có thể nói chắc chắn rằng hơn 3.000 câu thơ. Chính xác. Như vậy là bạn Hạnh Thúy của chúng ta lại mở cho mình thêm được một chữ số nữa. Quyết định như thế nào? Đẩy mà chữ số này cho một người bạn khác chứ? Không phải là đẩy mà là nhường. Vì lúc nãy thì Như Quỳnh đã nhường cho Thúy một chữ số rồi. Và đến giờ này thì Hạnh Thúy muốn nhường lại Như Quỳnh một mã số, và hy vọng rằng mã số này sẽ mang lại may mắn cho bạn. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì chúng ta đã kết thúc lượt chơi thứ 8. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đóng tổng đài dự đoán, và kết quả chúng tôi sẽ thông báo vào chương trình lần sau. Cô rút tiền à? Cô cần chi tiêu. Có thẻ đồng nát không cần nhiều tiền mặt đâu, giúp thanh toán khi mua hàng. Thanh toán tự động quá đơn hàng tháng, gửi tiền tự động, ngân hàng điện tử nhiều tiện ích, mua các loại thẻ cao. Thẻ đồng nát không chỉ để rút tiền. Còn bây giờ quay trở lại với trò chơi ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ 9 với số điểm lên đến 900 điểm. Câu hỏi như sau. Có khá nhiều cách để khách hàng có thể truy vấn thông tin trên tài khoản thẻ của mình. Bạn hãy cho biết dịch vụ SMS Banking cho phép khách hàng truy vấn thông tin trên tài khoản của mình bằng hình thức nào? A. Dùng điện thoại di động nhắn tin. B. Truy cập Internet. C. Được thông báo bằng điện thoại bàn. Và D. Được thông báo bằng thư. Mời Ngọc Hương. Không biết đúng không, nhưng mà Ngọc Hương nghĩ là A. Dùng điện thoại di động nhắn tin. Câu trả lời của bạn là một câu trả lời hợp với đáp án của chúng tôi. Tiếp theo là một sự lựa chọn khá là khó khăn đối với bạn. Không dễ lắm. Giờ Ngọc Hương quyết định rồi, không lấy cơ hội đâu. Không lấy cơ hội, ăn chắc mặt bền đúng không? Đúng rồi. Câu đố dành cho bạn như sau. Hoa hậu Mai Phương Thúy có chiều cao rất ấn tượng. Theo bạn, Thúy có cao hơn 1m75 hay không? Cao hơn 1m75 không? Quyết định hên xui. Hên xui. Hên xui có là... Có cao hơn 1m75 không? Có. Có cao hơn 1m75. Án chừng là khoảng bao nhiêu? Chắc 1m77. 1m77. Cô ấy còn cao hơn nữa tới 1m79 lần. Yeah! Như vậy là bạn Ngọc Hương đã mở được thêm cho mình một chữ số nữa.
thêm cái nữa. Bạn quyết định như thế nào? Ngọc Hương ca ca, không biết là có đúng không à? Không biết là có đúng không ca. May mắn là mỉm cười với bạn. Như vậy mã biên đúng của bạn là 1503. Bạn còn chân chơi gì nữa? Hãy rút ngay số tiền của mình nào. 1 5 0 3. Nhập số khác rồi. Hồi hộp quá. Đây là số tiền của bạn. Bây giờ trên tay của Như Quỳnh là số tiền thưởng 5.050.000 đồng. Xin chúc mừng Như Quỳnh. Cảm ơn chị. Quỳnh cảm thấy rất là vui bởi vì trước hết là được tham dự chương trình này. Cái thứ hai nữa là mặc dù là mình là người ra về đầu tiên phải nói lời chia tay với tất cả các bạn, nhưng mà đây quả thật là một món quà rất ý nghĩa. Và bây giờ chương trình có một món quà nhỏ muốn gửi tặng cho Như Quỳnh. Hy vọng rằng Như Quỳnh sẽ luôn nhớ tới trò chơi truyền hình ATM. Xin cảm ơn chị và xin chào tạm biệt, và chúc các bạn chơi sẽ tiếp tục may mắn. Xin tạm biệt bạn. Quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta chỉ còn lại 3 người chơi mà thôi, đó là Ngọc Hương, Phương Thảo và Hạnh Thúy. Và bây giờ xin mời 3 người bạn của chúng ta tiếp tục chặng đường của mình với lượt câu hỏi thứ 15. Lượt câu hỏi thứ 15 có giá trị điểm tích lũy lên đến 5.000 điểm. Câu hỏi như sau: quốc gia nào có diện tích lớn nhất thế giới? A. Trung Quốc, B. Nga, C. Canada và D. Mỹ. Xin mời Phương Thảo. Đáp án em nghĩ là chính xác nhất, đó là nước Nga. Sự suy đoán của bạn hoàn toàn hợp lý. Hồi nãy khi mà Phương Thảo bấm chuông thì Hồng Phượng thấy rằng là mặt của Phương Thảo rạng ngời hạnh phúc. Có lẽ là khi mà lắng nghe câu hỏi này là bạn đã đoán ngay ra được đáp án rồi đúng không? Thực sự là rạng ngời hạnh phúc, nhưng mà ẩn bên trong đó là sự hồi hộp. Thảo đã biết chắn là đây là đáp án đúng, và biết đâu hồi hộp quá lại đưa ra một đáp án sai. Vậy thì bây giờ bạn có còn đủ bình tĩnh để suy xét thêm quyết định của mình tiếp theo hay không đối với thẻ cơ hội? Thảo sẽ chọn cho mình một cơ hội tiếp theo bằng cách là bảo toàn số điểm này. Có nghĩa là bạn quyết định bảo toàn số điểm này, không chọn, đến ngay với câu đố. Vâng, câu đố dành cho bạn: là quốc gia rộng nhất thế giới, theo bạn diện tích nước Nga có thể vượt hơn 20 triệu km² hay không? Theo suy đoán của Thảo thì Thảo nghĩ là không tới cái diện tích đó. Diện tích chính xác của nước Nga là 17.075.200 km², có nghĩa là không thể nào vượt quá 20 triệu km². Xin chúc mừng Phương Thảo. Cảm ơn. Phương Thảo ơi, bây giờ bạn đã mở cho mình được chữ số cuối cùng rồi, bạn quyết định như thế nào? Đã đến lúc, thời điểm đã đến, và bây giờ Thảo đã chọn cho mình con số để có thể chia tay cuộc chơi này. Như vậy là bạn quyết định giữ chữ số này lại cho mình. Em nghĩ là em nên giữ lại. Nếu mà như thế thì bây giờ mã số biên tạm thời của Phương Thảo là 6402, và số tiền mà bạn có thể sẽ nhận được là 10.300 điểm, có nghĩa là tương ứng với 10.300.000 đồng. Rất là hấp dẫn đúng không? Và bây giờ xin mời bạn đứng lên mấy ATM. Số tiền mà Phương Thảo có thể sở hữu được là 10.300.000 đồng. Nhưng mà bạn chỉ có thể trở thành chủ nhân của số tiền này chỉ khi nào bạn đáp đúng câu hỏi của Hồng Phượng mà thôi. Câu hỏi dành cho Phương Thảo như sau: người Cuba dùng ngôn ngữ nào làm ngôn ngữ chính? Tôi nghĩ đó là tiếng Mông Cổ. Chưa chính xác. Nhưng không sao, bạn vẫn còn cơ hội thứ hai, là bạn phải sắp xếp đúng thứ tự của các chữ số trong mã biên của mình. Có nghĩa là bây giờ mã biên của bạn gồm các chữ số là 6402, nhưng đó chưa phải là thứ tự đúng. Bạn có thể đoán đúng thứ tự của các chữ số trong mã biên của mình trong vòng 5 giây. 5 giây dành cho bạn, bắt đầu. Theo linh cảm của em là số 2406. 2406. Thử xem. Chúng ta cùng chờ đợi trong giây lát. Em nghe âm thanh này quen quen. Hồng Phượng cũng nghe âm thanh này quen quen như vậy. Xin chúc mừng Phương Thảo. Một lần nữa xin thành thật chúc mừng Phương Thảo. Như vậy là trên tay của bạn đã
cầm trọn số tiền 10 triệu 300 ngàn đồng, số tiền thưởng dành cho bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quả thật là em rất là hạnh phúc. Đây là một kỷ niệm rất đáng nhớ đúng không? Nhưng mà bạn sẽ còn nhớ chương trình nhiều hơn nữa nhờ vào một món quà nhỏ mà chúng tôi sẽ dành tặng cho bạn ngay bây giờ. Xin gửi tặng cho Phương Thảo. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hiện bây giờ thì Phương Thảo cảm thấy rất hạnh phúc và cảm thấy đây là một năm thật nhiều may mắn của Phương Thảo. Và hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội để gặp lại tất cả quý vị. Xin chúc quý vị một năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn Phương Thảo, xin tạm biệt bạn. Và cũng xin chúc cho hai người bạn của Phương Thảo sẽ gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chia tay với Phương Thảo, chúng ta còn hai người chơi cuối cùng, đó là Ngọc Hương và Hạnh Thúy. Chắc chắn rằng bây giờ hai người bạn của chúng ta cũng đang trong tâm trạng rất là hồi hộp và nôn nóng. Câu hỏi số 16, lượt câu hỏi cuối cùng với giá trị điểm tích lũy lên đến 6.000 điểm. Nội dung của câu hỏi như sau. Vận động viên nào được bầu chọn là vận động viên tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2007? A. Trương Thanh Hằng, B. Vũ Thị Hương, C. Nguyễn Đình Cương và D. Nguyễn Văn Hùng. Xin mời Hạnh Thúy. Bạn nghĩ như thế nào? Nãy giờ không rung, bây giờ mới bắt đầu rung. Bạn nghĩ là chọn nữ vận động viên được bình chọn là vận động viên tiêu biểu nhất năm 2007 bởi vì Hạnh Thúy đã có đọc báo và Hạnh Thúy biết đó là vận động viên Trương Thanh Hằng. Chúc mừng bạn. Lạnh quá, lạnh quá, cầm tay Hạnh Thúy mà vẫn cũng muốn run theo Hạnh Thúy luôn. Nhưng mà bạn ơi, chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc chơi mà. Tiếp tục với thẻ cơ hội đi chứ. Thẻ cơ hội hả? Từ hồi nãy giờ thì Hạnh Thúy đã chọn thẻ cơ hội đến 3 lần, 2 lần rồi. Mà lần nào cũng may mắn. Mà lần nào cũng may mắn. Biết đâu lần này may mắn nữa. Màu xanh hy vọng. Hạnh Thúy màu xanh hy vọng là đang cái nhìn thẻ bạn rất là... Hạnh Thúy nghĩ thường thường người ta có câu là quá tam ba bận. Quá tam nên ba bận. Hạnh Thúy không dám phiêu lưu ở lần thứ ba này. Và nếu như lỡ sai lầm thì không có cơ hội này để cứu vớt lại, nên là Hạnh Thúy xin phép bảo toàn số điểm của mình. Tôi ủng hộ ý kiến của bạn. Chúng ta cùng đến với câu đố. Trương Thanh Hằng đã phá 2 kỷ lục tại SEA Games 24. Bạn có biết kỷ lục của cô ấy ở cự ly 800m nhiều hay ít hơn 4 phút 18 giây? Nhiều hay là ít hơn 18 giây có lẽ là một thời gian quá dài để chạy cho một cự ly 800m. Thật sự Hạnh Thúy cũng không có tin chắc vào cái lựa chọn của mình, nhưng có lẽ là Hạnh Thúy sẽ lựa chọn là thời gian là ít hơn 4 phút 18 giây. Sự lựa chọn của bạn chính xác vô cùng. Hạnh Thúy ơi, chữ số cuối cùng đã mở ra rồi. Và chắc chắn là bây giờ không còn một câu hỏi nào khác đúng không Phượng? Vậy thì xin lỗi Ngọc Hương vậy, bởi vì Hạnh Thúy đã nhường cho Ngọc Hương quá trễ con số này. Nhưng mà không sao, bởi vì Ngọc Hương đang rất là sẵn sàng chia sẻ niềm vui với Hạnh Thúy nếu Hạnh Thúy thật sự trở thành chủ nhân của số tiền thưởng này. Và bây giờ xin mời Hạnh Thúy bước lên chỗ đặt máy. Hiện giờ Hạnh Thúy có cơ hội trở thành chủ nhân của tiền thưởng lên đến 13.300.000 đồng. Một số tiền lớn nhiều nhất. Vâng, nhưng mà đây là một số tiền nhiều nhất. Nhiều hơn hẳn so với lại hai người chơi trước. Vì vậy bây giờ bạn hãy bình tĩnh lại. Bình tĩnh chưa bạn? Cũng không bình tĩnh lắm nghe, để lắng nghe câu hỏi của Hồng Phượng. Sông Mekong bắt nguồn từ đâu? Đây là một câu hỏi cực kỳ dễ. Một câu hỏi cực kỳ dễ, một câu hỏi cực kỳ đơn giản. Xem bộ phim Mekong ký sự thì anh thấy có thể nói rằng bắt đầu từ công viên Tây Tạng. Bắt đầu từ công viên Tây Tạng. Thôi là thú vị và thú vị. Và bây giờ mã số pin đúng của bạn là 0456. Bạn còn chơi gì nữa? Hãy đưa thẻ vào và lấy ngay số tiền của mình nào. Thực ra bây giờ biết được mã số pin rồi nhưng mà Hạnh Thúy vẫn run. Và Hạnh Thúy muốn chia sẻ niềm vui này với những người bạn cùng chơi, với Ngọc Hương, với quý vị khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình cho Hạnh Thúy. Và cũng xin cảm ơn Ngân hàng Đông Á cũng như HTV đã cho chúng tôi chương trình này để chúng tôi gặp gỡ khán giả, và quan trọng hơn hết, chúng tôi có những phần quà thật lý thú để về vừa chia sẻ với gia đình cũng như với bạn bè. Và bây giờ thì Hạnh Thúy sẽ thưởng thức phần quà của mình đây. Hồng Phượng và tất cả quý vị khán giả cũng đang chờ đợi giây phút này. Từ từ các bạn, rung cái nỗi không cho thẻ vào.